Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bàn đến đối tượng khúc xạ trong vật liệu. Đầu tiên tôi tạm thời tắt bằng vật liệu. Tôi chọn cái ô này. Các bạn nhấn mở trên bàn phím. Kéo vật liệu mới ra. Về đây anh em. Và nhấn nút. Bây giờ tôi có thể tắt. Và chọn phần này. Bấm review. Và kéo thả lên đây. Bấm đối tượng này cho hiển thị lên. Khúc xạ ở đây chúng ta hiểu đơn giản là độ trong suốt, như các bạn nhìn một tấm kính vậy, nhìn được xuyên qua, hay là mặt nước chúng ta nhìn được xuống đáy thì đó là khúc xạ. Để kích hoạt khúc xạ chúng ta làm như sau. Tôi chọn đối tượng và phần diffraction này, chúng ta kéo càng cao thì độ khúc xạ càng mạnh. Có thể chúng ta không kéo cái dải màu đen trắng này nữa, tôi kéo một cái dải màu khác, ví dụ thế này. Đúng các bạn, giả sử tôi để dạng trung bình, tôi ok. Sau đó tôi chọn đối tượng này, chúng ta gắn vào đối tượng. Sau khi gắn xong chúng ta bấm render. Các bạn nhấn F9 trên bàn phím. Chúng ta thấy ngay rằng đối tượng của chúng ta sau khi được gắn thành phần khúc xạ refraction thì chúng ta nhìn xuyên qua thấy cái đường chỉ làm chân tường này hoặc là cái đế đèn này. Nhưng bây giờ tôi muốn đối tượng này đổi màu. Tôi có thể làm như sau, có nghĩa là tôi đang làm một đối tượng giống như kính và có màu. Các bạn bấm vào Fog Color, chúng ta chọn màu, ví dụ tôi chọn màu xanh này. Và cường độ màu đậm hay nhạt chúng ta tăng giảm thông số này, tôi có thể giảm còn chấm 1 thôi. Enter. Và chúng ta khoanh vùng, render lại một phần thôi. Chúng ta render tiếp. Các bạn thấy ngay rồi, đối tượng chúng ta đang hiển thị màu kính màu xanh này. Đây là chúng ta đang nói đến đối tượng khúc xạ mà thôi, chưa có yếu tố phản xạ ở đây. Nếu chúng ta tiếp tục giảm thì đối tượng màu xanh này có thể sẽ nhạt hơn. Tôi cho .01 hoặc .05. Bây giờ chúng ta sẽ render một nửa để so sánh. Các bạn thấy rằng đối tượng chúng ta giảm đi rất nhiều rồi. Tôi có thể bấm vào đây. Một bên khá đậm, một bên nhạt. Nhưng nếu chúng ta làm kính này thì có vẻ không đúng lắm, bởi vì đối tượng chúng ta đang chỉ nhìn xuyên qua thôi. Kính cũng có thành phần của phản xạ. Vì vậy để làm kính chúng ta làm như sau. Các bạn tăng phần reflect này cao và check vào Fashioner Reflection. Chúng ta dùng độ suy giảm của đối tượng phản xạ. Và phần refract này tôi cũng tăng cao hết cỡ lên. Tiếp theo các bạn phải check vào phần Apex Shadow để đôi khi có ánh sáng thì nó ánh sáng sẽ đi xuyên qua kính này cho chúng ta bóng đổ. Bây giờ tôi đang đưa lại vùng này, đây mới thực sự là vật liệu kính. Còn kính các bạn có thể chọn kính màu xanh đỏ tím vàng, chúng ta chọn ở đây. Tôi đang đưa lại vùng này. Bây giờ đối tượng kính của chúng ta trông nó đẹp hơn rất nhiều và thật hơn nhiều rồi. Nếu bạn muốn vật liệu thật hơn nữa, chúng ta nên tăng phần xuất đít, tức là xuất đi vai này, càng tăng thì bề mặt của đối tượng chúng ta càng mịn màng. Tôi có thể tăng lên 40 và render lại. Với xuất đít 40, kính của chúng ta trông rất mịn màng và trông thực sự rất thật.